lần tham dự này của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng tôi thì là chúng tôi rất là vui mừng được góp mặt trong cái vòng chung kết của bóng đá nữ ở khu vực châu Á. Thế và chúng tôi rất là cảm ơn đất nước Ấn Độ và đón tiếp chúng tôi rất là nồng nhiệt. Thế và khi được bước chân lên đến Ấn Độ đấy và rất là tiếc đội chúng tôi đang bị dịch bệnh Covid trên là thành ra là không đến cùng một lúc được. Đấy, đã phải đến giải rác chiều ngày hôm nay mới có mặt 14 vận động viên nữa thì rất là tiếc là chúng tôi không đến được đầy đủ cùng một lúc. Em rất là vui khi mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể góp mặt vào cái vòng chung kết ở Ấn Độ lần này. Và tụi em đến đây là để giành vé để dự World Cup nên tụi em sẽ cố gắng trong từng trận đấu và sẽ cố gắng ra sân thi đấu hết sức mình để mà mang đến cái niềm vui đó để cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi rơi vào một cái bảng rất là đối gặp những đối thủ rất là mạnh như đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Myanmar. Đấy là một cái mà không may cho chúng tôi. Tôi nghĩ là như vậy, cá nhân tôi thôi. Thế nhưng mà với là một người làm chuyên môn ấy, thì đã làm một cái công việc này thì chúng tôi sẽ có một cái sự cố gắng quyết tâm rất là cao mặc dù gặp những đối thủ rất là mạnh của châu Á. Thế và đấy là cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam chúng tôi, và chúng tôi luôn luôn đặt cái tinh thần lên hàng đầu, đoàn kết và sẽ thi đấu hết sức mình. Tất cả những cái gì mà chúng tôi đã không may mắn gặp chúng tôi sẽ bỏ qua một bên. Vâng, có lẽ là chúng tôi cũng đã vượt qua được cái rào cản tại Tajikistan. Và đấy là một cái tinh thần rất cố gắng của toàn đội chúng tôi, nỗ lực của toàn đội. Và chúng tôi được vào đến vòng chung kết này và muốn vượt qua được cái vòng chung kết này như đội trưởng vừa rồi đã nói ấy, chúng tôi phải có một cái tinh thần đoàn kết và có một cái ý chí kiên cường. Đấy. Trong bóng đá thì không thể không nói được những cái yếu tố đó cộng với chuyên môn. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là tốt trong cái thời gian vừa qua và đã được lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá VFF chúng tôi cho đi tập huấn tại nước ngoài. Nhưng rất tiếc là trước khi về đây thì chúng tôi lại dính cái dịch Covid trên, thành ra nó cũng ít nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Vâng, nhưng đấy là một phần thôi, còn chúng tôi đã thi đấu và thi đấu hết sức mình như chúng tôi đã hứa với người hâm mộ của cả nước chúng tôi. Vâng, qua đây tôi cũng mong muốn là AFC, ban tổ chức sẽ tạo điều kiện cho đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi, vì cái chúng tôi bị ảnh hưởng cái dịch Covid vừa rồi trên là nó ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn và cái tập luyện. Mong rằng cố gắng là ban tổ chức sắp xếp bây giờ tập theo ý muốn của chúng tôi để làm thế nào nhất là chúng tôi được vào sân thi đấu chính thức để được làm quen và tập luyện trong khoảng tiếng rưỡi thôi. Thì mong rằng ban tổ chức cố gắng sắp xếp cho chúng tôi. Đây là cũng vì cái lãnh đạo liên đoàn bóng đá của chúng tôi hứa với AFC là chúng tôi sẽ cùng với các cái đối tượng khác, cùng với các đội bạn khác để làm sao được duy trì được cái an toàn như là cái đảm bảo được cái giải này thi đấu được thành công. Dạ, thì tôi nghĩ với những cái khó khăn mà đội chúng tôi đã gặp phải trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì những cái đối thủ phía trước mắt chúng tôi thì sẽ chẳng là gì cả. Đối với những cái khó khăn mà chúng tôi đã gặp thì chỉ cần chúng tôi có đủ người để ra sân thi đấu vào 3 trận kế tiếp này thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình và chúng tôi sẽ đá giống như là không còn gì để mất nữa để mà cống hiến những trận cầu tốt nhất đến cho người hâm mộ Việt Nam. Vâng, cái khó khăn của tôi người hiện nay tôi cũng chưa tiếp nhận được 14 cầu thủ về với chúng tôi. Cái thứ nhất, cái khó khăn thứ hai là cái sau cái test ấy, chưa biết kết quả như thế nào. Đấy. Đấy là cái khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba là vừa qua, sau 10 ngày vừa qua thì vận động viên chúng tôi chưa được ra sân tập luyện. Đấy là những cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi trong những cái trận đấu tới này.